Trần Khánh Dư, tướng quân mưu lược, bản lĩnh. Trần Khánh Dư, sinh năm 1240, mất năm 1340, là một chính khách, một nhà quân sự, anh tướng lừng lẫy của Đại Việt dưới triều đại nhà Trần. Ông nổi bật với việc giữ chức phó đô tướng quân trong kháng chiến chống Nguyên lần 2 và 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn vào năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312. Thời gian làm quan trong triều, Trần Khánh Dư đã mắc trọng tội. Ông thông dâm với công chúa Thiên Thụy, con gái của vua Trần Thánh Tông, vợ của Trần Quốc Nghiễn, con trai của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sự việc xảy ra trước năm 1282 bị bại lộ, Trần Khánh Dư chỉ bị phế truất binh quyền, tịch thu mọi gia sản. Ông lặng lẽ rời triều, lại về quê cũ Chí Linh, làm nghề đốt than, chở thuyền trên sông, buôn bán kiếm.